Hello tất cả mọi người. Hôm nay bắt đầu sẽ hướng dẫn mọi người một thuật ngữ rất là hay ở trong tiếng Anh, đó chính là luật nhân quả. Thì mọi người biết là luật nhân quả là một thuật ngữ rất là quen thuộc khi chúng ta nói là bất kỳ một vấn đề gì khi mà nó sẽ có cái nhân nào thì quả đó, có nghĩa là nguyên nhân thì nó sẽ gây ra những cái kết quả và hệ quả. Thì chúng ta sẽ nói từ đó như thế nào trong tiếng Anh? Chúng ta sẽ có một số cách nói như sau. Từ quen thuộc nhất đó chính là từ law of causality. Law of causality. Cách thứ hai là chúng ta sẽ nói là law of karma. Từ causality và từ karma này là một từ rất quen thuộc, và mọi người nhớ rằng là khi mình đưa chữ luật lên phía trước là từ law. Đây là một o dài, khi chúng ta đọc nó sẽ là gì? Miệng hơi tròn và lưỡi sẽ cong nhẹ lên, là gì? Law of causality, law of karma. Đó là luật nhân quả. Ok, enjoy and have fun.